Đánh giá tư cách ứng cử viên vô địch Premier League của Tottenham là điều vô cùng miễn cưỡng. Những năm gần đây, Tottenham có xu hướng khởi đầu mùa giải với phong độ rất cao trước khi chìm sâu từ giữa mùa. Mùa 2020-2021, dưới bàn tay của Jose Mourinho, Tottenham giữ ngôi đầu đến tận vòng 12. Nhưng rồi chuỗi 4 trận không thắng trong tháng 12 khiến gà trống rơi vào khủng hoảng. Đến tháng 4, Mourinho bị sa thải, Tottenham kết thúc mùa giải với vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Vậy đây, đầu mùa tất cả đều đặt niềm tin vào đội bóng này dưới bàn tay thần kỳ của Mourinho có thể làm nên chuyện. Vậy mà khi mùa giải ấy còn chưa kết thúc, gà đã hoàn gà. Lại đi vào con đường sa thải huấn luyện viên và nối dài chuỗi ngày trắng tay, không biết bao giờ mới có được một chiếc cúp. Đến mùa giải năm ngoái, Tottenham cũng bất bại trong 7 vòng đấu đầu tiên và giữ chân trong top 4 đến tận vòng 29. Nhưng khi mùa giải kết thúc, họ đứng hạng 8 và không được tham dự bất kỳ một giải đấu cấp châu Âu nào. Vì vậy, ngay cả khi Tottenham giữ ngôi đầu bảng đến tận vòng 10 mùa giải năm nay, các nhà cái vẫn đánh giá cơ hội vô địch của họ kém xa so với Man City, Arsenal và Liverpool. Tháng 11 và 12 sẽ là thời điểm quan trọng để thử thách bản lĩnh của thầy trò huấn luyện viên Ange Postecoglou. Thông thường, Wolverhampton được đánh giá là một đội bóng khó chịu ở Premier League. Nhưng vào thời điểm này, họ lại được xem là đối thủ dễ chịu nhất trong danh sách những câu lạc bộ mà Tottenham sắp phải đối đầu. Cụ thể, lần lượt từ vòng 12 đến vòng 15, Tottenham sẽ phải gặp Aston Villa, Man City, West Ham và Newcastle. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, chấn thương và thẻ phạt còn đổ ập đến với Tottenham. Huấn luyện viên Postecoglou mất tổng cộng 9 cầu thủ ở trận đấu này, bao gồm những trụ cột như là Romero, Udogie bị treo giò, trong khi Richarlison, Van der Ven, Solomon, Maddison bị chấn thương. Trong đó, hàng phòng ngự khiến chiến lược gia người Úc đau đầu, vì mất cùng lúc hai trung vệ tốt nhất là Romero và Van der Ven. Khó khăn nhân sự buộc huấn luyện viên Postecoglou phải trổ tài xoay sở trước Wolverhampton. Ông để Tottenham xuất phát với sơ đồ 4-3-3. Trong đó, Ben Davies và Eric Dier là bộ đôi trung vệ chắp vá, còn Emerson Royal và Pierre-Emile Højbjerg có lần thứ hai đá chính ở ngoại anh mùa này. Tam tàu tấn công của Spurs gồm Brandon Johnson, Dejan Kulusevski và thủ quân Son Heung-min. Chắp vá tứ tung như thế, vậy nên việc đội khách mở tỷ số ở phút thứ 3 có thể xem là bất ngờ. Xuất phát từ pha đánh gót chuyền bóng của Dejan Kulusevski, Pedro Porro căng ngang vào trong để tài năng trẻ Brandon Johnson bằng cắt để bóng cận thành giữa vòng vây của 4 cầu thủ Wolves. Song bàn thắng này chỉ phản ánh một điều đáng khen là tinh thần của Tottenham mùa này khá tốt. Còn một thực tại phũ phàng không thể chối cãi là lực lượng của họ quá mỏng. Thiếu các vị trí chủ chốt ở hàng thủ, Tottenham tỏ ra bị động khi đối thủ phá pressing và họ cũng không thể làm chủ được thế trận trước quyết tâm vùng lên của Wolves. Tài năng của thủ môn Guglielmo Vicario và sự vô duyên của các chân sút chủ nhà giúp Tottenham giữ sạch lưới trong hiệp 1. Vicario có nhất hai pha phản xạ cứu thua xuất sắc trong những pha dứt điểm của Mario Lemina và Ryan Aynori. Trong khi đó, Matheus Cunha và Hoàng Hy Chan không thể tận dụng khoảng trống để phát huy khả năng xâm nhập của họ. Cơ hội tiếp tục đến với Wolves trong hiệp 2 và họ lại phung phí. Cunha cứ lòng vọt xa trước khi Hy Chan đệm bóng chệch cột dọc dù ở tư thế thuận lợi. Mải dâng đội hình tấn công, đội chủ nhà suýt phải trả giá khi Johnson băng lên đón đường chuyền của Pierre-Emile Højbjerg và đối mặt với thủ môn. Nhưng pha dứt điểm có phần vội vàng của cầu thủ này lại đưa bóng đi chệch khung thành. Nhưng toàn tính của hai huấn luyện viên định đoạt diễn biến trận đấu trong thời gian còn lại. Postecoglou làm mới hàng tiền vệ với sự xuất hiện của Rodrigo Bentancur, Brian Gain và Giovanni Lo Celso. Ba cầu thủ này không đóng góp nhiều cho khả năng phòng ngự mà thường để lại ấn tượng xấu với những tiểu xảo, góp phần giúp đội khách câu giờ. Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Wolves Gary O'Neill đưa Pablo Sarabia vào sân ở phút thứ 87 và đã thay đổi hoàn toàn kết quả trận đấu. 4 phút sau, tuyển thủ Tây Ban Nha thực hiện pha khống chế đẳng cấp khi đón quả tạt của Cunha trước khi vô lê quyết đoán vào góc hẹp để hạ gục Vicario. 6 phút sau, Sarabia lại ghi dấu ấn với pha chọc khe để Lemina thoát xuống, dứt điểm chìm vào góc trái khung thành. Sân Molineux bỡ hòa với màn ngược dòng của Wolves. Trái lại, Postecoglou như chết lặng ngoài đường biên. Trận đấu kết thúc theo cách đầy kịch tính. Tottenham thua trận thứ hai liên tiếp, trong khi Wolves cho thấy họ thực sự là ác mộng của công lớn bởi câu lạc bộ này từng hạ Man City 2-1. Đây là chiến thắng xứng đáng của Wolves bởi họ tung ra tổng cộng 10 phát dứt điểm cả trận. Trong đó có 4 trúng đích. Con số này vượt trội so với 4 lần dứt điểm, trong đó có 2 trúng đích của Tottenham. Wolves thực tế chơi không hề màu mè. Họ đá rất chân phương, song hiệu quả. Bầy sói dễ dàng đục thủng phòng tuyến của Spurs, từ đó đe dọa cầu môn của thủ thành Guglielmo Vicario. Sự mờ nhạt của Son Heung-min có thể là dấu hiệu cho thấy sự đi xuống của hàng công Tottenham, vốn là hệ quả của việc Maddison vắng mặt. Thậm chí, các chuyên gia tin rằng chấn thương mắt cá của tuyển thủ Anh có thể sẽ khiến cho đội bóng Bắc London mất tất cả ở mùa này. Maddison mới đầu quân cho Tottenham ở phiên chợ hè 2023
từ câu lạc bộ Leicester City với giá chuyển nhượng 40 triệu bảng. Tuy nhiên, anh đã nhanh chóng trở thành yếu nhân của đội bóng Bắc London. Trong vai trò tiền vệ công, cầu thủ 26 tuổi này chỉ là người thổi hồn vào lối chơi tấn công của gà trống. Nhưng đóng góp lớn lao của anh cho gà trống đã được ghi nhận bằng thành tích cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 tại giải Ngoại Anh. Thế nên, việc Maddison phải nghỉ thi đấu đến tháng 1 năm sau có thể sẽ là bi kịch đối với Tottenham. Tính đến hết trận đấu với Chelsea, Maddison đã có tổng cộng 5 đường truyền thành bàn tại Ngoại Anh mùa này. Trong đó, Son là một trong những cầu thủ được hưởng lợi nhiều nhất từ tài năng kiến tạo tuyệt vời của đồng đội mới. Điển hình là ở trận Derby Bắc London tại vòng 6. Trên sân Emirates của Arsenal hôm ấy, Maddison đã trực tiếp dọn cỗ trong cả hai bàn thắng của Son. Nhờ đó, gà trống mới có thể ra về với kết quả hòa 2 đều. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, khi đề cập đến cả cứng của mình trên sân, Son đã gọi Maddison là món quà kỳ diệu của Thượng Đế dành cho Tottenham. Huấn luyện viên Postecoglou có thể sẽ không mất quá nhiều thời gian để tìm ra được giải pháp khắc phục cho khoảng trống mà chân sút Harry Kane để lại sau khi chuyển sang Bayern Munich. Nhưng chắc chắn chiến lược gia 58 tuổi này không dễ để tìm ra phương án thay thế Maddison từ giờ cho đến tháng 1 năm sau. Tuyển thủ Anh quá quan trọng trong hệ thống vận hành của Tottenham. Anh không chỉ trực tiếp kiến tạo cho đồng đội và nâng tầm Son Heung-min, mà còn là sợi dây liên kết tuyệt vời giữa hàng tiền vệ và hàng công, giúp Tottenham luôn chuyền bóng cực kỳ mượt mà. Nhìn lại đội hình Tottenham hiện giờ, không có tiền vệ nào vừa có đôi chân khéo léo lại vừa biết chơi bóng bằng cái đầu giống như Maddison. Thậm chí, không hề qua lời khi nói, cầu thủ 26 tuổi này chính là thủ lĩnh trên sân của gà trống, chứ không phải là thủ quân Son Heung-min. Giờ đây, Tottenham có lẽ hiểu vị thế của mình đang ở đâu. Nhiều cổ động viên hào phóng nhận định Spurs có thể sẽ ganh đua được với Man City hay Arsenal đến tầm khoảng tháng 12 hoặc tháng 1 năm 2024. Nhưng Spurs đã buông tay sớm hơn dự kiến. Tuần trăng mật với huấn luyện viên Postecoglou có lẽ cũng sẽ chấm dứt từ đây. Và chiến lược gia người Australia cần phải vực dậy tinh thần cho các học trò càng sớm càng tốt. Lối đá quá tù túng của Tottenham cần bị loại bỏ. Vắng Maddison, Spurs phải đá kiểu khác, chứ không thể cứ trình diễn như trước quân bờ. Tottenham sẽ tiếp Aston Villa ở vòng tiếp theo, một trận đấu chắc chắn là thử thách không nhỏ với họ, trong bối cảnh hàng thủ chập vá và tinh thần có dấu hiệu bị xáo động.